Thôi lỡ mất rồi thôi dì ơi, chứ biết sao giờ. Con liếng có bấy nhiêu tôi còn em mất hết rồi con ơi. Mấy thằng này con không tin trước mấy chuyện đó luôn á. Thôi dì. Cô Thơm, con giao hàng cho con nè. Mà làm gì cô khóc bù bù lo vậy? Tính ơi, con bị mất hết rồi, nó lừa con mất hết rồi. Bị lừa đảo đó anh, mất cả mấy trăm triệu luôn. Cái gì? Lừa đảo hả? Mà lừa đảo cái gì mới được? Cái thằng này nó có miếng đất á, nó nói cô đặt cọc 100 triệu. Con nghe lời nó, bây giờ phát hiện ra không phải đất của nó. Mà bây giờ gọi điện nó mấy chục cuộc nữa không có nhấc máy. Trời, cô Thơm ơi, ba cái vụ đất đai này rất là quan trọng. Mình mới thấy được sổ đỏ nè, rồi giấy chủ quyền hay là nhượng quyền gì đó, mình mới chuyển tiền cho người ta chứ. Trời ơi, nè anh coi đi, giờ tụi nó hay lắm. Người như cô á, nó dụ mấy hồi. Ê, như thiệt luôn nè em. Thì đó, em mới là chủ miếng đất này nè. Cái đợt đó nó có xuống chỗ em nó coi đất mấy lần. Xong rồi nó còn mượn giấy chủ quyền của em á, nó coi tới coi lui. Xong rồi em đâu có ngờ là nó đánh cháo đưa tờ giả cho em đâu. Giờ lộng hành dữ vậy ha. Mà còn chưa hết đâu anh. Ghê hơn nữa là nó có thể làm giả luôn cái căn cước công dân của em luôn. Nó rao bán trên mạng tùm lum hết trơn á, mà với giá rẻ nữa nha. Đó, giờ anh thấy đó, gì bị lừa đó. Đó, giả ai thứ tóc rồi con xem đấy. Như vậy rồi á, mà nó còn lừa. Bây giờ làm sao lấy lại nó số tiền đó hả con? Anh có cách nào không giúp gì đi chứ thấy gì khóc quá. Để anh coi thử có như thế nào. Nè anh, em chuyển khoản rồi nha. Ok, điền qua rồi đó em. Vậy thôi vài bữa nữa mình đi công chứng sang tên luôn ha. Dạ, nói chung là cũng cảm ơn anh nhiều nha. Nhờ anh á mà môi giới giá em được rẻ một chút xíu á. Chứ mấy chỗ khác á, em cũng hỏi miếng đất á luôn á. Nó trời giá cao quá trời luôn. Anh đã nói với em rồi, làm việc bên anh á thì khỏi phải lo. Anh được chính chủ ký gửi thì tất nhiên giá đất nó phải rẻ hơn chỗ khác chứ. Người ta ăn qua hồng hai ba đầu mà. Dạ, cảm ơn anh nha. Em gọi em báo cho má em biết. Ok em. Cái thằng này đấy rồi, mày trả tiền cho tao. Mày lừa tao tiền, mày trả cho tao. Lên lên. Bà nói gì vậy mày trả? Mày trả tao đi. Mày đưa đây, mày trả cho tao. Trời, đưa lại. Dì ơi, là lừa đảo thiệt hả? Trời ơi, nó lừa cái gì 100 triệu đó con. Chết rồi, nó cũng mới lừa con nữa. Cái gì? Nó lừa của con đó hả? Dì ơi, con mới chuyển cho nó 50 triệu lần đó giờ sao vậy? Ôi, trời ơi, con ơi là con. Nguyên, cho anh giao hàng. Đang mất tiền mà giao giáo gì? Ủa là sao? Đây, cái thằng nó lừa cô 100 triệu, giờ nó lừa nhỏ lên 50 triệu nữa nè. Gì? Nữa hả? Ờ. Này dùm anh, một ngày mà vô rằng 200 triệu thì hơi bị ngon rồi. Đúng là mấy đứa này nó giàu mà nó ngu dữ vậy ta. Alo, em nghe nè anh trai. À đúng rồi, cái miếng đất em đang rao bán á. Rồi rồi, ok anh. Anh đang ở đâu, em dắt anh đi xem đất liền luôn nè. Dạ dạ dạ, ok em tới liền. Này là vô mánh. Chắc miếng này kiếm thêm cũng bộ. Ok hả anh trai, đất vuông vức đẹp, phong thủy tốt, pháp lý rõ ràng 100%. Với lại cái giá đất ở đây hơi cao, chỉ có em bán được giá đó rồi đó. Đất thì đẹp, giấy tờ thì hợp lệ, nhưng mà tôi muốn gặp chính chủ. Trời ơi, anh gặp chính chủ làm gì? Chị này á, chị ký gửi cho em hết rồi, anh yên tâm đi. Không lẽ anh đang bận sang chảnh vậy nè, anh đi tiếc rẻ vài chục triệu tiền hoa hồng với em. Tiền bạc với anh này không thành vấn đề, mà anh muốn gặp chính chủ để anh xác nhận có phải ký gửi cho em hay không. Nếu mà ok á, anh xuống tiền trong vòng một lúc nha. À, chủ đất đây hả? Chủ đất đây lại giàu lắm, đi du lịch suốt à. Với lại bà mới đi Thái Lan á, chắc cũng phải vài tháng nữa mới về. Cha, đi Thái Lan chuyển giới hả ta? Đi Thái Lan phẫu thuật. À, không, người ta đi làm đẹp chứ anh trai. Với lại cũng phải ở cho nó lành rồi người ta mới về chứ. Chắc cũng phải vài năm nữa. Nè, anh có nhận ra tôi là ai không? Tôi là chủ nhân của miếng đất này và cũng có nhu cầu đi chuyển giới ha. Nè, trả tiền cho tụi ta đi, trả đi. Trả tiền đi, thôi là không xong với con này đâu. Trò này quen rồi, tính chạy hả mày? Xưa rồi con. Anh trai, tha được đi. Em chia cho anh ít. Tha cho mày hả? Không có cửa đâu. Xưa cho mày là gặp tao.
một vé vô chạy phục hồi nhân phẩm nha mày. Tha cho mày hả? Tha cho mày để mày lừa đảo khắp cái khu này nữa phải không? Ừ đúng rồi, tha cho mày đó. Lên đồn công an để tao tha cho, tao xử mày đó. Được rồi cô Thơm, đừng chửi nữa, như đó đủ rồi. Muốn gì á, đưa lên đồn công an người ta giải quyết. Mày ăn chó này, mày lại. Tao là tính shipper, vậy với tính shipper thì không gì là khó. Để cái chuyện bắt mày lên thường. Đi mẹ mày, tiền không lấy, không lấy gì mày.